Trận đấu bắt đầu. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã không sử dụng lối chơi quen thuộc mình là quá cung pháo. Anh đã sử dụng phi tượng cột, tượng 3 tiếng 5. Và đối phó với chiến thuật phi tượng cột thì danh thủ Trần Á Sáng đã sử dụng lối chơi rất quyết liệt. Đó là đi pháo 8 bình 5, sử dụng pháo đầu đối phi tượng. Tôi xin giới thiệu lại với các bạn về hai kỳ thủ người cầm quân bên đỏ là anh Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, kỳ thủ xuất sắc của câu lạc bộ Kỳ Hội Quán. Và người cầm quân bên xanh cũng có không cần phải nói nhiều lắm về anh, đó là Túy Kỳ Tiên Trành Nga Sáng, 7 lần vô địch Việt Nam. Sau một hồi suy nghĩ thì kỳ thủ Trần Á Sáng đã quyết định chọn phương án chốt 7 tiếng 1, chấp nhận cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn đi pháo 2 bình 7 giả bắt tượng và đổi xe. Diễn biến tiếp theo sau khi đổi quân thì thế trận hiện tại tuy là bên Tiên không áp lực gì cho bên Hậu. Tôi nghĩ là một sự lựa chọn hợp lý, bởi vì nếu như mà chạy vào An Mã thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ là một đợt phản công dồn dập của
của bên đỏ và sẽ mặc dù bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu là quá lớn, tuy nhiên trong một ván cờ thì khó có thể nói hay được. Anh Trần Nga Sáng không chấp nhận mạo hiểm, đó tôi nghĩ là một phương án hợp lý. Trận đấu sau khi đổi xe và chuyển về trung tàn, chuyển về giai đoạn tàn cuộc. Khá khen cho kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn khi anh chấp nhận đổi hai xe và chuyển thành đánh cờ tàn đối với một danh thủ rất là kinh nghiệm như anh Trần Nga Sáng. Vì đối với những kỳ thủ nổi tiếng như vậy thì kinh nghiệm cờ của họ rất là nhiều và cờ tàn chính là sở trường của họ. Không biết là kỳ thủ trẻ như anh Nguyễn Hoàng Tuấn có đủ khả năng để đối phó với những nước đi kinh nghiệm của danh thủ Trần Nga Sáng hay không? Tôi đã chứng kiến anh Trần Nga Sáng đánh cờ tàn với nhiều kỳ thủ và thông thường thì lành ít dữ nhiều dành cho đối thủ của mình. Nhưng chắc chắn là em Nguyễn Hoàng Tuấn nghĩ đến điều đó và chấp nhận tranh hùng với lão tướng ở trong cái trận cờ này hết sức thú vị. Vừa rồi là một nước đi khá kinh nghiệm của kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn. Vì con mã 3 của anh đang bị hiếp bởi pháo 7 và con chốt 3 lại đang cản đường mã thì rất là khó để phát huy. Bây giờ sau khi đi mã 3 thối 1 thì lại mở đường cho nước mã 1 tấn 2 uy hiếp chốt 7 và chốt 9. Đúng là con chết không cần ăn, chưa cần ăn. Anh Sáng đi pháo 7 bình 8 để có thể nói là đập tan ý đồ nhảy mã 1 tấn 2 bắt hai chốt này. Trong cờ tàn thì những con tốt rất là quan trọng và nếu như mà chủ quan mà để mất một an tốt mà bị đè nén thì không còn đường nào để dãy đạp. Trong trận đấu này thì diễn biến của ván đấu đã chuyển nhanh về cờ tàn và thời gian của hai kỳ thủ rất là nhiều. Chính vì vậy đây là một cơ hội rất là tốt cho các bạn thưởng thức một ván cờ tàn rất là hấp dẫn và quyết liệt. Trong trường hợp nếu bên hậu đi mã 6 tấn 7 thì sẽ là mã 7 tấn 6. Chính xác. Nếu chuyển pháo qua để dùng mã giữ thì sẽ là pháo 8 tấn 4, sử dụng pháo quét sạch hàng tốt. Anh Trần Nga Sáng quyết định đi pháo 4 bình 5. Rõ ràng sẽ là chủ động ăn tốt đầu đối phương trước. Nước cờ cực kỳ là kinh nghiệm. Bây giờ thì anh Nguyễn Tuấn đang gặp khó khăn rồi. Vì trước đó anh đã sử dụng nước mã 3 thái 1 để né tránh và pháo 7 tấn công. Bây giờ thì chốt 5 chỉ còn có một quân mã 7 để phòng thủ. Và nếu như để mất quân chốt đầu thì rất là khó khăn cho anh. Có 8 tiên 3, không chế mã. Hiển nhiên là đối phó sẽ là nước pháo 8 tiên 2, đổi pháo. Pháo 5 bình 8 bắt mã. Pháo 8 bình 2, pháo 8 tiên 4. Sau khi đổi quân thì bây giờ thế trận còn lại anh Nguyễn Hoàng Tuấn còn 2 pháo 1 mã và anh Trần Nga Sáng còn 2 mã 1 pháo. Liên tiếp những nước đi chiến thuật. Sau khi nhận thấy mã 3 không có khả năng phát triển ở bên cánh phải thì anh Trần Nga Sáng đã đi mã 3 thối 5 và chuẩn bị chuyển quân qua bên cánh trái, hỗ trợ pháo mã để tiêu diệt chốt 1 và chốt 3 của anh Nguyễn Hoàng Tuấn.
Theo giới chuyên môn đánh giá trước trận đấu và có lẽ là cả tôi lẫn anh Trần Thanh Cân thì anh Trần ngày tháng sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn. Nhưng đến thời điểm này thì đúng là mọi cái đánh giá của giới chuyên môn hình như là đã sai lầm. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn chẳng có một chút e ngại nào và đang có một thế trận có thể nói là giữ được tiền thủ trước danh thủ Trần A Sáng. Rất sòng phẳng thưa bạn. Để có được một trận đấu sòng phẳng như vậy thì phải nói là anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã trải qua rất là nhiều ván đấu ở trong các giải đấu nội bộ của Kỳ Hợi Quán. Như các bạn đã chứng kiến thì ở trong vòng chung kết này ở khu vực phía Nam này thì có rất nhiều kỳ thủ của Kỳ Hợi Quán đã tham gia và cũng cống hiến những ván đấu rất là hấp dẫn thưa các bạn. Đã có khoảng cách về thời gian thưa các bạn. Hiện tại anh Nguyễn Hoàng Tuấn còn 10 phút và anh Trần Ánh Sáng còn 13 phút. Và càng về giai đoạn về sau mà thời gian càng ít thì đó là một cái bất lợi rất là lớn. Các bạn để ý con mã thoái về cung của anh Trần Ánh Sáng hiện thời đang tạm thời chưa động đậy. Nhưng chỉ trong một vài nước thế thôi, khi thế trận đã được đơn giản hóa, cụ thể là anh Trần A Sáng đang đe dọa bắt tốt 9 của đối phương. Đánh giá thế trận hiện tại thì tôi nghiêng về bên đỏ hơn rất là nhiều. Vừa hơn chốt và các quân đều nằm ở vị trí rất là đẹp. Tôi sẽ dự đoán đến một trận cờ chớp sẽ diễn ra sau đây ít phút. Đỏ tuy hơn nhưng có lẽ là chưa đủ thắng. Có thể là kinh nghiệm của anh Nguyễn Hoàng Tuấn cũng tuy có nhưng chưa nhiều để vượt qua được một kỳ thủ nổi tiếng như anh Trần A Sáng. Tôi cũng nghiêng về một kết quả hòa. Và hy vọng rằng dự đoán của các nhà bình luận chuyên môn chính xác, bởi một trận cờ chớp thì cực kỳ hấp dẫn và nhiều cảm xúc. Chắc chắn là các bạn cũng đang đón chờ. Bộ ba xe pháo mã thì xe và mã đã bước vào vòng sau và anh pháo thì đang đứng ở cái tình trạng khó khăn. Vừa rồi là nước đi phá 4 thứ 2 rất là hợp lý của anh Nguyễn Hoàng Tuấn. Vừa cản đường không cho pháo tấn công mã và ẩn nơi đó là một nước phá 4 bình 3 chặn đầu của mã 7 và không cho quân địch tiến sang gây nguy hiểm. Và hiện thời thì pháo 9 của đỏ cũng đang quản lý hàng của đối phương nên việc lên con mã này ngay là rất khó khăn.
tuy là một đồng đội của anh Trần A Sáng trong đội tuyển Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại thì tôi đang rất là lo lắng cho anh, không biết anh có vượt qua được giai đoạn này hay không. Vừa rồi thì mặc dù với số lượng đông đảo các kỳ thủ kỳ đội quán tham gia, nhưng hình như là đã rơi dụng khá nhiều ở vòng 1/16. Và hôm nay rút kinh nghiệm thì toàn bộ bộ sậu lãnh đạo của kỳ đội quán đã có mặt. Và tôi cho rằng cái những cái nước đi xuất sắc của Kiến Hàng Tuấn cũng đến từ sự cổ vũ của các anh. Và mong rằng nếu như các anh muốn chứng kiến các kỳ thủ của mình tiến theo vào vòng sau thì xin mời tiếp tục có mặt trong những ngày tiếp theo của Trạng Cờ Đất Việt tại cabin bình luận. Nguyễn Hoàng Tuấn vừa đi nước pháo 9/3 truy kích mã 7, thực sự rất là khó khăn cho anh là sáng ở thời điểm này. Mã thì đang bị khống chế không có đường lên mà lại bị đuổi chạy về, và khi con mã di chuyển thì con chốt 5 tuy có pháo giữ nhưng mà rất là khó để xử lý. Những nước chiếu kinh nghiệm thưa các bạn, mình có thể chiếu đi một vài nước để xem đối thủ phản ứng như thế nào. Nếu như ở đây nếu không kinh nghiệm mà đi di chuyển mã thì sẽ mất đi chớp đầu và rất là khó khăn để phòng thủ. Thì đương nhiên với một kinh nghiệm như kỳ thủ Trần Ánh Sáng thì anh không thể nào để mất chớp đầu cách đơn giản như vậy được.
Vâng, ấn bắt mã và bắt mã lại trong giờ vừa rồi. Nếu như di chuyển con mã sẽ bị vỡ ngay tốt năm và ánh sáng không muốn điều đó. Nếu như bây giờ chấp nhận đổi cây, bàn cờ sẽ là phá mã hai chốt, đánh với hai pháo hai chốt. Và đương nhiên khi mà đã chuyển về tàn có càng nhiều chủng loại quân trên bàn cờ thì càng tốt. Anh Tuấn đương nhiên là không chấp nhận. Và bây giờ ánh sáng nhảy lên, tốt đầu vẫn được giữ một cái nước cờ mà tôi nghĩ là ngay cả tôi, thậm chí anh Trần Thanh Tân và đương nhiên là tất cả những cái người yêu cờ sẽ thấy là cần phải học hỏi cái sự điều chỉnh trung tàn này. Bây giờ thì anh Nguyễn Anh Tuấn cần nhanh chóng đưa mã lên để phối hợp với hai pháo. Vì thật sự hai pháo tuy là mạnh nhưng mà nếu mà phối hợp đơn lẻ như vậy thì chưa thể nào phát huy được. Hiện tại thì khoảng cách là 3 phút thôi các bạn. Vâng, không cho đối phương nhảy mã 5 tuần 3. Quá là rất kinh nghiệm. Nếu mã 5 tuần 3 là lập tức đấu cây ngay. Quả là một trận đấu hết sức hấp dẫn và cân tài cân sức giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Tuấn mặc áo đỏ và đi trước và kỳ thủ Trần A Sáng mặc áo xanh cầm quân xanh đi sau thôi các bạn. Và chuyển pháo vào đầu đang đe dọa tốt bật. Nếu bây giờ quay mã về bắt thì có thể chuyển pháo ra lộ 1, có thể chọc xuống đánh biên. Lộ 1 hoặc lộ 2 và hai con mã này nhiều khả năng đe dọa được tượng. Và sau khi tượng chạy thì vẫn mất cái con tốt đó. Tôi nghĩ cây hương đánh của anh Trần A Sáng là như vậy. Bây giờ thì quân đỏ sau một hồi tấn công đã quay trở về những phòng thủ và lão tướng đã rảnh chân trong việc mà điều chuyển các cây để kết thúc đối thủ của mình. Chấp nhận đối công, anh Nguyễn Hình Tuấn đã đi nước mã 4 tướng 5 và mở ra một loạt những cái đòn đánh cho bên xanh. Không ăn tốt chuyển sang bên này với ý đồ dùng mã vẫn tấn công mà vẫn ngăn cản cái đường đâm pháo của bên đỏ. Nếu bên đỏ điều liều lĩnh thì cũng thực sự là nguy hiểm. Rất là hay, tương kế tự kế. Đáp trả mãnh liệt, không có ngần ngại gì cả. Vấn đề hiện tại bây giờ của anh Nguyễn Hoàng Tuấn là thời gian thôi các bạn. Khoảng cách 3 phút vẫn được giữ nguyên và anh nên nhanh chóng xử lý những giai đoạn này. Đúng là tâm trạng của tôi thì đúng là vầng trăng hai sẻ làm đôi. Ở cương vị nhà tổ chức thì mong muốn cho ngôi sao Trần A Sáng đi tiếp. Nhưng ở cương vị mà cũng người yêu cờ thì mong muốn cho những kỳ thủ có xuất phát điểm nghiệp dư như mình đi tiếp. Và rõ ràng là rất là khó để lựa chọn. Vừa rồi có lẽ như là một nước đi không chính xác của anh Trần A Sáng và
tạo cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn một cơ hội đấu quân giảm áp lực. Nhưng anh đã không lựa chọn nước đi này và tiếp tục đi pháo 1 bình 8, quyết định tấn công. Có lẽ anh không muốn thu hòa chăng? Thật ra với lựa chọn thí mã thì hai bên cùng pháo mã thì rất là dễ để thủ hòa hơn. À, bây giờ thì đang khó khăn, đang đến các bạn nhìn thấy là đang vừa bắt phá vừa dọa nhảy chiếu sang bên kia. Nhưng anh Nguyễn Hoàng Tuấn đã lập tức vỗ phá vào năm để không cho cái hàng trung lộ bị khống chế. Vừa rồi là một hàng loạt nước đi rất nhanh, ai đối thủ đã đấu cây rồi. Sau khi đấu cây thì anh Trần Ánh Sáng đã còn 2 mã và anh Nguyễn Hoàng Tuấn còn pháo mã. Tuy nhiên Nguyễn Hoàng Tuấn vừa bị mất đi cặp tượng. May cho anh Nguyễn Hoàng Tuấn là vừa rồi là đấu pháo, chứ nếu mà để mã đấu vào pháo thì thật sự khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ kèm 2 cặp tượng cũng rất là nguy hiểm. Lợi thế của anh Hoàng Tuấn là chốt 7, nhưng hiện giờ chốt 7 lại không có tượng để bảo vệ. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện vui với anh em yêu cờ thì tôi có hay đề cập đến con mã của tôi bay hay như ngựa xích thố. Và các bạn chuẩn bị chứng kiến song mã của Trần Nga Sáng. Vâng, như ngựa xích thố và như ngựa đích lô. Một phút đấu với 2 phút rất hay. Rất nhẹ nhàng thoái mã về với mục tiêu phòng thủ, sau đó sẽ tìm cách đưa tốt biên sang gây áp lực. Cờ nhanh là lợi thế cho các kỳ thủ trẻ. Tuy lỡ giờ nhưng những lúc đi của anh Hoàng Tuấn rất là nhanh và rất bình tĩnh đấy các bạn. Thời gian gần đây Liên đoàn cờ Việt Nam đã tổ chức các giải cờ nhanh cờ chớp cho các đối thủ. Và tôi thì tôi nói thật với các bạn là khi tôi đến đưa tin thì nghĩ là mấy cái bác mà lớn tuổi thì đi cờ chớp thì có lẽ là không nhanh. Kết quả là hòa thưa các bạn.
Vâng, giật xe về lấy căn để nếu cần chuyển xe sang đấu. Quá kinh nghiệm. Anh Tuấn cũng rất là hay. Ấn xe xuống tránh đấu. Bây giờ đấu và pháo sẽ quật về ngay. Thời gian đang được rút ngắn nữa các bạn. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 2 phút. Bên và chúng ta nên nhớ là bàn cờ này thì anh Nguyễn Hàng Tuấn chỉ cần đỡ họa và chạy xe sang trước tránh để cho pháo chuyển qua biên. Sẽ tốt thông mặt xe, rồi thông xe kỹ thuật. Thực sự tí lỗ cây nhưng mà thế trận tấn công của anh Hoàng Tuấn vẫn có. Và những quân của anh Trần A Sáng chưa tạo được thế phối hợp tấn công. Nhập vào trong xe. Chắc hẳn sau nước đi này anh A Sáng sẽ đi xe 6 thoái 4, tạo thế xe đôi và đấu xe. Vâng, quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Xe 6 thoái 4 chuẩn bị mời đổi xe. Và sau khi pháo này khi mà một xe sẽ bị đổi thì pháo sẽ rất là khó khăn. Đấu quân giảm bớt đi khả năng sát thương của đối phương. Đó là kinh nghiệm để giành chiến thắng đơn giản. Thổi cây rồi. Vâng, tiếp tục trồng xe sang. Đấu cây. Bây giờ thì khó khăn bắt đầu đến với anh Nguyễn Tuấn. Khi mà không còn hai xe thì hoàn toàn có thể hất dĩ lên hoặc là ra tướng được. Còn một chút e ngại cho tốt 8, nhưng tốt 8 còn khá xa. Và tôi nghĩ là con tượng của bên xanh phải hết sức cẩn thận. Voi rất to mà tôi rất là nhỏ. Đang nhưng mà có thể là và một mũi đâm là có thể chết tượng ngay. Rất là vui. Thời gian vẫn đang vượt trội dành cho anh Trần A Sáng. Xuất tướng, đâm chiếu. Ném tượng để chuyển pháo qua. Rất hay thưa các bạn. Thông đường pháo chuẩn bị cho nước pháo 6 bình 4 chiếu tướng. Chắc hẳn là phải đi chốt 5 bình 6 rồi. Chuyển pháo sang dự định đánh song tiên. Chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến một bàn thua. Bên đậu đã quyết định lên tượng để có thể là ngăn cản bắt mã. Đã chuyển pháo qua để dạ, có thể nói là đục quét ở bên cạnh. Các bạn hãy nhìn vị trí xe đỏ, chỉ một con xe thôi mà vô hình chung cấm chế hai pháo vào một xe của bên xanh. Chấp nhận cho đâm chiều. Thật ra chỉ là đấu pháo thôi bạn. Vì nếu ăn pháo đi thì xe 2 bình 4 sẽ ăn tốt ăn mã, nhưng mà cái lực lượng tấn công sẽ bị giảm đi. Và trong cái thế trận chỉ còn xe pháo tôi nghĩ là rất là khó chống cự lại xe 3 mã. Không, nếu mình xét kỹ tình huống đó, sau khi đổi hai quân đấy thì con xe lại chuẩn bị đi xe 5 bình 8 chi kích mã 2. Nó đi rất hay. Anh Sáng đã giật pháo về không cho đối phương có ý đồ này. Một đi quyết liệt. Ăn con mã nào. Ăn pháo. Bắt chết mã và chuyển thành cờ tàn xe mã. Chắc là sai lầm rồi thưa các bạn. Sai lầm rồi và anh Trần A Sáng đã có những cái pha xử lý tôi nói vui là đi khinh công, quả là như lưu thủy hành vân, nước chảy mây trôi. Vâng, khóa tướng, sau đó giật mã về.
Rất kinh Nếu bây nghiệm. giờ ăn mã giật mã về dọa sát cục và sẽ bị khoét cánh này. Con xe sau khi ăn mã, không ăn mã thì rất dở, cũng thua mà ăn mã rồi thì tắc. Tôi nghĩ trước sau thì cũng Không phải ăn kịp mã để thôi. phòng thủ có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần. Dù sao thì em Nguyễn Hoàng Tuấn cũng đã quá xuất sắc khi mà đối đầu với cả Đại tướng Trần A Sáng. Ăn mã thôi, giảm bớt đi quân lực, vẫn còn hy vọng để thu hòa. Tôi nghĩ là không có cửa gì cả. Đang sát cục đấy ạ. Và buộc phải vào tướng đâm chiếu xả sĩ ngược ngựa về là rất lằng nhằng. Các bạn thấy là tại sao tôi nói xe ăn xong là bị tắc không để vỗ mặt được. Bây giờ con tượng đang làm hại toàn bộ các con khác, mà đặc biệt làm hại tướng. Phát sĩ lên. Rồi vỡ sĩ. Rồi mất xe rồi thôi các bạn. Đang dọa chiếu. Nếu vào thoái về bắt xe dọa sát cục. Và tôi xin được gửi lời chúc mừng sớm đến Túy Kỳ Tiên Trành A Sáng. Và xin hẹn gặp lại em Nguyễn Hoàng Tuấn vào mùa giải sang năm.